Dạ, kính chào quý vị khán giả. Hôm nay lại tiếp tục một tập nhật ký ngày thứ 108. Hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2021. Dạ, một ngày như mọi ngày của mình. Thật sự luôn, hôm nay là không hết biết quay gì luôn rồi đó. Dạ, cứ quanh đi quẩn lại vậy, biết thấy bà con không có nội dung gì nhiều, là con coi bà con cũng buồn. Nhưng mà giờ biết làm sao được, mình thì cũng thôi, thật ra là mình cũng muốn lưu giữ lại thành một cái nhật ký sau này về già ngồi buồn buồn coi lại. Dạ. Yeah. Thương lắm. Ở đây trong khi các anh em bắt đầu đang chuẩn bị hàng hóa, hôm nay mình cũng lên nhưng mà sáng nay chắc khó, chắc không có thì không có đi ship được nhiều. Dạ. Yeah. Chỉ có nhận một vài đơn đi ship phụ mấy đứa nhỏ thôi, bữa giờ hàng hóa nghe nói đông quá. Đó, ở ngoài kia có một anh đang ngồi, chắc một anh shipper tự do cũng đang ngồi đang đọc đơn. Cái cảnh mà bà con bà bác thấy thương. Ô, ngã sa chua. Yeah. Đi chưa? Ủa, bánh mì quay vậy? Trời ơi, bánh mì quay mà nó ngủ ngắt, nó mềm xèo vậy nè, trời ơi. Ôi, chắc có mấy không? Ô, chào đồng chí. À, hàng hóa. Cái này cái chỗ quán cà phê, không gian cà phê, chắc là một số bà con cô bác nào mà có hay ủng hộ men hay chắc tôi cũng hay tới đây uống mấy lần trước, chắc nhiều người cũng nhớ không gian này lắm ha. À, nhưng mà giờ chắc là nó biến thành luôn cái nhà kho luôn rồi. Rồi sau sau khi mà dịch giãn ra rồi thì mình chắc mình cũng nghĩ chắc là biến nó đây thành nhà kho luôn. Chứ bán cà phê chắc sắp tới bán cà phê mình nghĩ cũng không được bao nhiêu. Thôi làm cái kho để đưa hàng hóa đi cái này chỗ kia cho nó tốt. Để đến với bà con cô bác thì cho nó nhanh nhẹn. À, hàng quá rồi, hàng luôn. À, mè canh vậy, mì cháo cháo dưỡng sinh nữa. Rồi mấy cái hàng này, rồi mì chay nè, nước tương. Ồ. Như mấy cái hàng này làm bữa là à, mấy cái hàng này trưa hôm trước là đưa đi giao hàng nhanh mà bây giờ là nó sau đó là có một đợt mà không đi được đó, họ phải đợi phải trả hàng lại, cho nên là nó cái các hình thức nó bị móp, nó bị ấy, cho nên giờ phải để ra riêng và không có để phục vụ bà con được. À, cái hôm trước mà cái giai đoạn căng thẳng không có thể nào mà kể cả giao hàng nhanh luôn, các đơn vị giao hàng đều đóng băng hết, đưa ra bưu cục xong đi, cuối cùng đi cũng được, phải trả về cũng mất mấy trăm phần. Dạ. Cũng gian nan lắm bà con ơi, sau này có chắc có nhiều chuyện để kể lắm luôn. Ồ, khỏe không? Khỏe rồi hả? Đây là một hôm bữa một thanh niên mới vừa từ F0. Trời, hôm bữa nó ngồi nó đóng hàng với tôi luôn nè, trời ơi, tôi quýu, tôi nghe nó vô nó F0, tôi nói chắc tôi tiêu rồi, ai về đâu, tôi đi xét nghiệm liền, tôi âm tính, tôi mừng gần chết. Mà bữa tiếp xúc gần lắm luôn ha. Dạ đúng rồi. nói thiệt bà con là cũng hên xui lắm, khó hơn nói trước được. Bữa ngồi kế bà con có coi cái clip mà mình đọc gói quà nè, đây sư phụ dĩ mình không phải đóng hàng nè, đóng gói nè. Rồi xong cái mới vừa đi một hồi cái là ảnh bạn tên Khánh, bạn trước là bên Coleman Kitchen là quản lý bên đó, nhưng mà giờ thôi coi như kitchen tạm ngưng hoạt động thì bạn qua đây bạn đóng gói. Bạn chỉ mình đóng gói cái mới vừa hôm trước hôm sau nghe nói mới đi dương tính luôn rồi, quảng hùng. Đó, các bạn thấy anh em, tất cả anh em đóng gói hầu hết là nam giới đó, ai nói nam giới tụi tôi không có khéo tay, thấy chưa? Đó.
con thấy nam giới mà khéo tay, khéo tay chưa, khéo tay hay làm chưa. Đó, cái người giao hàng đã cực, nhưng mà cái người mà đóng hàng cũng còn cực hơn nữa. Quay anh quá, anh quýu mà anh cắt vô tay anh bây giờ. Đó là một cái kiện hàng đã xong rồi đó. Đây là cái các cái thùng hàng hóa mà sau khi ấy rồi là nó trở thành cái nơi này nó trở thành, đây là nguyên liệu, nó trở thành là các cái đạo cụ để các bạn đóng gói. Đó, thùng có đơn nữa, đây quận 9 nó xong rồi đây nè. Chào con. Ủa nói có cái đơn bánh gì, đơn bánh gì mà kêu nó nói là người ta cần phải đi đưa về để cúng á, để cúng rằm phải không? Ấy chú đi, lấy chú đi đỡ, sáng nay chú đi không được nhiều đâu, chú đi 2-3 đơn thôi à. Cái đơn mà là cái đơn như quận nhất chứ, cái đơn quận 10 với một cái đơn cung của Thu Hồng á. Thu Hồng con ấy xong chưa? Xong chưa soạn, không chưa soạn nha, chú đi nha. Có hai cái đơn của khách hàng ở quận nhất với quận 10 mà các nói thương lắm, nói giờ phải ráng chuyển sớm trong ngày hôm nay để đưa về kịp cúng rằm đó. Ngày hôm nay là ngày 16 rồi, còn có 5 ngày nữa là rằm Trung Thu rồi bà con đó, cho nên là sáng nay mình bận, lát nữa mình sẽ phải họp với lại khách hàng, với đối tác, phải họp khách hàng đối tác nước ngoài nữa, thành ra là sáng nay lên tranh thủ để mà coi có việc gì mà cũng quay lại bà con quá thấy rồi đó. Dạ. Công tác hả? Ảnh công tác với mình hả? Dạ, chú Nghĩa bảo vệ bên quận 8 á chú. À, chú Nghĩa bảo vệ quận 8 hả? Dạ. Bảo vệ quận 8. Là giờ ủa mình quận 8 mình đâu, mình đóng đâu, đâu có sợ ấy nè. Đúng rồi, chưa có được mở cửa. Chưa được mở cửa nên giờ anh Nghĩa anh chạy qua đây anh chạy phụ. Chú này biết lái xe tải, xe bán tải á. Có bằng tài xế. À, có bằng tài xế hả? Dạ. Anh năm nay nhiêu tuổi anh? 51. Anh 51 hả? Vậy anh nhỏ hơn mình hả? Anh sinh năm 70. Dạ. 70 nhỏ hơn tôi 1 tuổi, bằng em kế. Là chạy xe tải, lát là lái chạy xe bán tải luôn hả? Dạ, đi ra bằng xe bán tải luôn. Ồ, oh, wow, dữ. Cái này bỏ lại chứ. Cái này mà con mình ảnh hả? Phải có đứa nào đi cùng anh chứ, anh đi mình sao xử lý? Có sắp được cái đơn của chú không vậy? Dạ, dạ, được chú. Tụi con đang soạn chú. Ừ, soạn nghe chú xong chú đi luôn. Dạ. Để về chú họp á, sao không kịp. À, chắc cho chú gì rồi đó. Ấy cho chú một ít đồ về chú mang về cho ba chú á. Dạ. Thùng mì hải sản. Lu bù quá. lu bù quá trời. Yeah.
Ủa nghe điện thoại đâu? Chị đang gọi hả? Chị đang gọi. Alo. Dạ em chào anh. Chị phải không? Dạ. Dạ đúng rồi. À 1603 chị. Dạ cho em gửi. Hai bánh với lại rồi. Chết tôi rồi, không có tiền thối không ư? Rồi chờ em tí. Không sao để em tìm. Hên xui. Ủa chết rồi. Tại vì biết sao không? Mình biết Coleman nhưng mà con cháu nó đặt giùm. Dạ. Bây giờ còn bà 16 thối chị 400 thôi. Thối 400 hả? Hả? Ờ. Đúng không? Hợp lý. Có thì cứ về nhà rồi lấy đồ mang qua. À trời ơi. Dạ không sao đâu, không sao. Có tiền lẻ nè. Rồi thôi chị 400 nha. Rồi ok chị. Rồi dạ. Rồi bỏ luôn 3.000. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Ờ mắc cười quá bà con ơi. 1603 đưa 2 triệu thì coi chịu lỗ 3.000 hả? Trời ơi hôm nay là cái đơn. Hôm nay tranh thủ đi ít mà cuối cùng thành ra đi nhiều. 5 đơn mà đi 5 nơi luôn. Nè. Lát thối lên 400 nha. Dạ. Ừ. Dạ. Tại vì anh thối chị 400 rồi, lát lát không nhớ mà trả liền. Dạ. Rồi ok. Chứ lẻ 3.000 sao thối? Dạ. Ủa, anh không đưa bill cho chị hả? Trời ơi tao uy tín, nói nhiêu lấy nhiêu. Đây là đường Bình Long nha. Bữa nay mình thấy xe cộ có đầu hơi đông đông đó, các cái chuyến xe tải rồi ha, xe tải, xe hơi rồi cũng xe máy cũng đang lưu thông đó. Rất là vừa, nói chung là vừa vui mà cũng vừa lo lo đó. Vui là thấy có nhịp sống bắt đầu từng bước trở lại bình thường, bình thường mới, nhưng cũng hơi lo lo là không biết liệu nó còn diễn biến gì phức tạp hay không. Đây là nhật ký ngày 16 tháng 9 năm 2021, ngày thứ 108. Dạ em chào anh. Ở đây đi. Dạ dạ. Để đây luôn hả anh? Ở đây đi. Dạ dạ. Em gửi anh hóa đơn. Dạ một em gửi 1.000.000 cho 600, 700, 800, 900. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ anh nhận hàng giúp em nha. Dạ cảm ơn anh ủng hộ ạ. Quên. Đi 5 điểm 5 quận. Đầu tiên quận 10 giờ qua tới Bình Tân. Dạ. Yeah. Giờ tiếp là Bình Chánh. Dạ. Yeah. Đừng nói có Bình Thạnh nữa. Ba chữ Bình là coi như đi hết ngày. Dạ. Yeah. Qua quốc lộ 50. Dạ. Yeah. Rồi quay lại Bình Long nữa anh ạ. Xong mình đi ra Nguyễn Sơn là về lại Lũy Văn Bích. Dạ, yeah, đấy là mấy cái đường lớn đó anh cho dễ đi. Ra Lũy Văn Bích đúng không? Dạ. Yeah. Nga xoài chùa là coi như là tìm đường siêu giỏi nha bà con. Dạ lâu lâu cũng lộn. Siêu giỏi. Nhưng con men là chỉ có đi theo sự dạ. Chỉ đạo của Nga xoài chùa thôi. Ối. Ối. Dạ. Cán bộ đường lối. Dạ mà lâu lâu cán bộ cho shipper đi vòng vòng hơi nhiều. Rồi ok tiếp tục điểm thứ 3. Dạ Bình Chánh. Hả? Ủa gì đây? Chỗ Nam Nam Dương không mẹ? Sao nghe gì ta?
Tôi thấy chị áo tím nào đâu trời. Đấy, bác thấy mình. Mà dạ. Mình không thấy bà. Chị thấy mình. Sao gọi chị không được nữa ta. Chắc chị đang gọi em hay sao, gọi không được. Chị áo tím không chị? Nhưng mà chị đứng bên đường này hả? Sao? Gì chị ơi? Chạy tới đi em. À tới nữa hả? Dạ. Chạy tới. Chị đứng ở đâu không thấy dạ, chị? Chị ra chị vẫy em cái được không? Em chạy tới đi, còn tao sao vẫy chị em được. Tới đi còn tao nó vừa qua, còn tao nữa. Qua gì ha chị? Đó, tôi ăn đó, tôi ăn quay đầu xe đó, đó, anh coi đó. Em thấy cái xe đó. Rồi. Okay. À, là em đi theo anh này đúng không ạ? Đó, thấy chị mặc áo tím chưa? Dạ. Bên trái. Rồi, thấy áo tím rồi, trời ơi. Gần ghê gần. Dạ. Trời ơi, gần quá đi. À, dạ, chú còn chị nữa, dễ thương ghê. Trời ơi, dễ thương quá mà còn ở đây đó. Còn đây là những cái tình huống mà đi giao hàng mà. Gọi là vui lắm đó. Cho nên đó là lý do tại sao mà mấy thầy trò mình khoác đi vậy. Có nhiều cái tình huống mà tới bên mà tìm ra. Cẩn thận qua đường nha, đó xe tải không. Rồi. Ôi ơi, áo tím. Ngàn thu áo tím. Người đẹp áo tím. Dạ. Rồi xuống lấy đồ cho người ta đi. Dạ, chào chị. Dạ. Chị làm sẵn mà nhà chị túi ra cho mẹ á. À dạ. Dạ hơi nhiều. Xếp luôn rồi dạ. Không được không? Đây là dạ. Dạ hơi nhiều, mình chở vô được không? À dạ được ạ. Dạ. Dạ để nêu đi. Rồi đó, ok rồi dạ. Đâu đó thấy trong TV không mà. Dạ. Trời ơi, cái này chắc mua cho cả khu phố luôn hả? À mua để dành hàng, trời ơi. Tưởng mua đi bán lại chứ. Rồi bánh hết chưa? Bình tráng dạ đúng rồi đây. Hết luôn rồi hả? Dạ để em kiểm tra lại cái nữa hình như rồi, này còn đây hai gói của mình nè đúng rồi. Còn hai hộp bánh trung thu nữa. Hai hộp bánh. Dạ đây rồi hai hộp bánh đây. À, anh làm ở đằng chờ cái hãng rồi dạ kêu nó gái rồi cho nó biết cái địa chỉ đó rồi dạ dạ trường mầm non trời mà sao xa vậy mà nhìn thấy được ta hay vậy ta trời ơi thì quân dạ 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 hết rồi dạ đây đơn của mình có 12 chai nước mắm dạ nước tương 24 chai dạ tương ớt 24 chai trong cái thùng này ạ. Dạ rồi, trao là trong cái túi này ạ. 12 hũ. Xong rồi một hộp bánh trung thu 4 cái. Kiểm hàng cho kỹ nha. Dạ, với lại cái sản phẩm hòa tan Colorman tặng kèm. Dạ trong cái túi này luôn, với một chai nước gạo tặng kèm 100 túi này luôn ạ. Dạ với hai hộp bánh trung thu. À, em có để cái bill trong đây. Có mấy cái bill ở trong đây chị tính cho bill em nha. Đơn có hai cái tặng kèm. Giờ là thấy này là nãy luôn. Là em lấy thêm cho chị. Nãy em gọi ạ, dạ. Là 1.154.000 cái cổ với cộng thêm cái bill này nữa là tổng cộng là 3.922.000. Dạ dạ. Rồi cái điều hồng quá vậy ta. Dạ em gửi cái này cho chị dễ xem. 2, 3, 4. Dạ. Ồ. Này giống cá bông lau vậy. Cá hú hả? Ngon quá. Ồ cá chém ướp xả sẵn luôn á hả?
cá của nó. Ồ, ồ, trời ơi, ngon quá vậy. Nhà mình ướp luôn. Dạ, làm rất ngon lắm. Cá tươi quá hả? Dạ, nó tươi, ngon lắm. Con mua về cho bà xã lên cho bà chiên cá cho. Anh chiên thử đi, mốt anh kiếm em nữa. Em dạ, hả? Chứ không phải là hả, em dạy bà đâu. Anh lên truyền hình rồi, có 1 ký cá không có làm bậy với anh đâu. Không, cái này là ngon cực kỳ luôn á nha. À, cái này là mỗi cái nửa ký hả? Một cái bệnh ký tại công ty ký nhiêu chị? Dạ, ký 70 ngàn. 1 ngàn hả? Rồi làm luôn đi. Dạ. Ủng hộ lại. Dạ, dạ, cho con gửi. Trời ơi, tôi đi đâu tôi cũng mua. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Quốc lộ nè. Dạ. À, lâu quá không có ghé không? Rồi, dạ, em cảm ơn ạ. À, là 140 phải không? Rồi, ok. Dạ, em cảm ơn nhiều ạ. Ô, dạ, dạ. Cá đèn không cực kỳ luôn á nha. Dạ, ô, dạ, dạ. Cá chẽm chiên xạ, rồi dạ. Khỏi thối luôn, tặng luôn, bo luôn. Rồi, 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 ok. Anh đi nha, rồi anh chạy tiếp không kịp. Dạ, dạ, đi. Đúng rồi, đúng rồi đó, chị đó, chị đó. Được. Nghe đằng phía sau kìa. Ồ, cái hẻm này vẫn chưa cho vô được. Đó, mới đặt hàng hồi tối, sáng nay giao rồi đó. À, cảm ơn chị Hồng nha. Đi xem video này, cảm ơn chị nha chị Hồng ơi. Dạ xong. Xịt. Sập sập sập. Rồi, ok, let's go. Đơn cuối cùng. Chạy ra Võ Văn Kiệt. Trời ơi, từ quận bây giờ lại về từ quận 7 vô quận nhất. Thôi cho nó hoàn thành cho nó xong đi, 11:55 rồi. Điểm túi rồi, sắp được về ăn cơm rồi. Núp 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 núp. Dạ, chào chị. Trời ơi, cái hẻm bé xíu xíu à. Chùa này đẹp lắm hả? Chắc nhiều người đi lắm hả? Chùa này chứ. Dạ. Ủa, chị nói hôm nay đưa về cúng hay gì hả? Hay sao? Cúng rằm á hả? Dạ. Thôi dạ dạ dạ, cảm ơn chị nha. Dạ, chào chị. Rồi, đưa về ăn cơm rồi bà con bác ơi. Rồi, về ăn cơm. Đừng chờ chút, xịt cho ông phát. Rồi, hoàn thành nhiệm vụ. Trời ơi, 12:10 rồi. Rồi, ok. Rồi, mình không có cầm cũng xịt luôn. Rồi lên đường về ăn cơm, đường cơm rồi. Chào tạm biệt bà con bác nha. Dạ, mến chúc các bác nhiều sức khỏe và chuẩn bị cho những ngày tháng ngày sắp tới. Dạ, hy vọng. Dạ, tràn trề hy vọng. Nay ngày thứ 108 hay 109 gì đó mình quên rồi. Mất khái niệm thời gian luôn. Cảm ơn bà con bác đã ủng hộ sản phẩm Colomen nha.